chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Radio do Book Academy Việt Nam thực hiện. Hôm nay bạn vẫn khỏe chứ? Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Đừng quên ăn uống đầy đủ và trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Chủ đề của số radio tuần này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một cuốn sách rất nổi tiếng của tác giả Haruki Murakami mang tên Rừng Na Uy. Kính mời các bạn cùng đón nghe. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. I say she once had me. She showed me her room. Isn't it good? No reason to. Từng lời nhạc vang lên, nức nở chậm rãi như đưa ta vào một khu rừng đại ngàn ngả bóng, luẩn quẩn trong thứ sương mờ bàng lảng của chiều tà. Trong rừng Na Uy, ta đi qua mọi cung bậc của tuổi trẻ, của những lạc lối, những dại khờ, nhưng cũng ẩn chứa một mạch nguồn sự sống cuồn cuộn. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả Haruki Murakami. Haruki Murakami sinh năm 1949 tại Kyoto, nhưng lớn lên tại Nishinomiya và Ashiya, Nhật Bản. Việc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đấng sinh thành đã mang đến cho tác giả niềm đam mê văn học và âm nhạc phương Tây. Những năm tháng trưởng thành của ông gắn liền với các tên tuổi nhà văn Mỹ xuất chúng như Kurt Vonnegut và Richard Brautigan. Để rồi từ đấy, ở những trang viết của ông, ta nhìn thấy một nét hiện đại đầy phóng khoáng, căng tràn của thứ văn hóa Tây phương trên cái nền của xứ sở hoa anh đào. Haruki Murakami là người có khát vọng cải biến văn học Nhật Bản nói riêng và văn học thế giới nói chung. Tác phẩm của ông là sự xóa nhòa ranh giới giữa cái tầm thường và cái thanh cao, giải quyết hài hòa giữa tính chất bình dân và tính chất bác học trong sáng tạo nghệ thuật. Với những kỹ thuật điêu luyện và tài tình, Murakami đã xoay chuyển hiện thực cụ thể thành những hiện thực huyền ảo, dẫn dụ người đọc vào những mê cung của nhận thức, từ đó khám phá ra bản thể cũng như xã hội. Dù cho đôi khi những tác phẩm của ông bị gắn cho cái mác ngoại lai đối chọi với dòng văn học cổ điển thống trị văn đàn Nhật, song theo tôi, chính những giao thoa của văn hóa Đông Tây cùng những tự sự từ chính cuộc đời của mình đã khiến cho ngòi bút của Haruki Murakami trở nên độc nhất vô nhị. Một thứ văn chương hư ảo nơi đời thực cũng là mộng ảo, và nơi mộng ảo trở thành đời thực. Như chính ông đã từng nói, đến năm 29 tuổi tôi mới bắt đầu viết. Trước thời gian đó, tôi chẳng có gì để viết. Đôi khi bạn phải sống cuộc đời của chính mình cho hết sức, hết lòng, hết mực chân thành. Sau đó bạn mới tìm thấy một cái gì đó của riêng mình để viết. Yếu tố huyền ảo đã trở thành một thành tố quan trọng trong tác phẩm của Murakami. Nó tạo lập thành những thế giới phi lý, nhưng đồng thời lại là phản quang của xã hội. Người ta bước vào để tìm lối ra, mặc khải và minh triết cho những thiếu hụt về bản thể người. Dưới những trang viết của Haruki Murakami, ta thấy con người được lột trần trong dòng chảy của suy nghĩ. Những vụn vỡ, những tổn thương, những gì bản năng nhất đều được bộc bạch một cách sắc lạnh và bình thản như nó vốn là. Nhưng cũng dưới lăng kính của Haruki Murakami, con người cũng bị đè nén và dồn ép đến tận đường cùng. Một dòng nước đục ngầu và dữ dội ẩn dưới mặt hồ tĩnh lặng, tựa như muốn mở tung lòng mình để người khác nhìn vào. Đến khi được người kia nhìn nhận, thì trong đấy lại không còn thứ gì tồn tại, một lớp vỏ rỗng. Những vấn đề bản năng nhất của loài người được ông phơi bày ra để nhân vật đối mặt với hết thảy những hỉ nộ ái ố của đời người và để rồi chấp nhận chúng như một phần của đời mình, chứ không tìm cách đối nghịch lại với nó. Cuốn sách Rừng Na Uy bắt đầu bằng chính bản nhạc cùng tên được tấu theo điệu không lời, khi nhân vật chính Watanabe, người mà được kể dưới góc nhìn thứ nhất nghe thấy khi đang trên chuyến bay tới Hamburg. Bản nhạc ấy là chìa khóa mở ra một căn phòng kín đã bị chính anh cất giấu nhiều năm, từ tận sâu trong những ngõ ngách tâm hồn của mình. Một khi căn phòng ấy được mở ra, những dòng chảy miên viễn của một thời đã xa giờ đây như được giải phóng, và một lần nữa nhấn chìm Watanabe trong cơn chấn động của cảm xúc. Trong suối nguồn của những mảnh vỡ ký ức đó, ta đi cùng với Watanabe, Naoko, Midori và vô số những người trẻ khác mà có thể đâu đó trong chúng ta sẽ bắt gặp bản thân mình cùng với những cuồng dại, những đau đớn đến vật vã, những đêm chuồng của tột cùng cô đơn. Khác với những tác phẩm khác của Murakami thường xuất hiện những hình tượng siêu nhiên kỳ lạ một cách dày đặc. Ở rừng Na Uy, ta như đang đọc một cuốn nhật ký chắp vá của tuổi trẻ,
của hồi ức với những sự kiện có thể diễn giải trên mặt thực tế, song lại nặng nề và bất thường không kém những sự kiện ở tác phẩm khác khi nhìn nhận dưới sức nặng của tâm hồn. Bước vào rừng Na Uy, ta như được bước vào cuộc đời, hay chính xác hơn là quãng đời tuổi trẻ của ba nhân vật Watanabe, Naoko, Midori, với muôn màu muôn vẻ quan tâm hồi tưởng của nhân vật chính. Nhân vật trung tâm của cả câu chuyện là sợi dây liên kết những mảnh đời kỳ lạ của tuổi trẻ lại không ai khác ngoài Watanabe, một người luôn tự nhận mình có đỗi bình thường và mờ nhạt giữa những bước chân vội vàng của năm tháng. Như chính anh tự nói, tôi quen đọc sách khuya và ngủ đến 8 giờ mới dậy. Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường thích đọc sách. Nhưng ở Watanabe có một khả năng đặc biệt mà chính anh cũng không nhận ra đã kéo những người xung quanh anh lại gần. Đấy chính là khả năng nhìn nhận một người như họ vốn là. Có lẽ với Watanabe hay là hiện thân của nhà văn Haruki Murakami, mỗi người đều có những vấn đề của riêng mình và nó là một phần của họ, làm nên con người họ bất kể xấu hay đẹp. Khi cùng với Watanabe, các nhân vật khác có một môi trường thích hợp để họ có thể thỏa sức là chính họ, không phải gắn những nhãn mác giả tạo ngoài xã hội bắt họ đeo lên. Và Watanabe ở đấy, không phán xét, không xu nịnh và bắt ép họ làm bất cứ điều gì. Chính vì thế, những nhân vật quanh anh luôn tin tưởng anh tuyệt đối để anh bước vào phần yếu mềm trong nội tâm của họ. Cho đến cùng, kể cả khi mỗi người một phương, Watanabe vẫn luôn mang vác những mảnh ký ức của những người xung quanh mình như một thứ tàn ảnh. Có lẽ họ tin rằng khi mình ở cạnh anh mới là lúc mình thực sự đang sống, và nếu Watanabe còn cất trong tâm hồn những ký ức về họ, thì họ vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống. Một lúc nào đấy, anh buộc sẽ phải chôn cất những mảnh ký ức về họ, song ngay tại lúc này, anh vẫn mang trên mình trọng trách của một người lưu giữ ký ức. Watanabe cũng có thể coi là hiện thân của một đất nước Nhật Bản trong thời hiện đại, mang trên mình tất cả quá khứ đau thương của dân tộc, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn cách sống tiếp. Về nhân vật Naoko, theo tôi cái chết không phải là thứ giết ta, mà chính là tâm hồn mình. Naoko đã trải qua nhiều bi kịch, những cái chết bất ngờ của người thân thiết trong cuộc đời đã đẩy cô vào đường cùng của sự sống. Nói thật là nếu có thời gian, tôi vẫn có thể nhớ lại gương mặt nàng. Tôi phải chấp nối các hình ảnh vào với nhau. Bàn tay lạnh tí xíu của nàng, mái tóc đen và duỗi thẳng của nàng, sờ vào thật mịn và thật mát. Một cái thủy châu tròn trịa mềm mại và nốt ruồi bé tí tẹo ngay bên dưới. Còn có chiếc áo khoác lông lạc đà nàng mặc mùa đông, thói quen nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi nàng hỏi, giọng nói thỉnh thoảng lại hơi run run của nàng. Như thể nàng đang nói trên một đỉnh đồi lộng gió, và rồi gương mặt nàng bỗng ở đó, lúc nào cũng bắt đầu trong tư thế nhìn nghiêng. Vì Naoko với tôi luôn có lối sánh bước bên nhau, rồi nàng sẽ quay sang tôi, mỉm cười, hơi nghiêng đầu một chút, bắt đầu nói, và nhìn sâu vào mắt tôi, như cố theo dõi một con cá nhỏ vừa bơi vượt qua một vũng nước của một con suối trong vắt. Có thể thấy, bản thân Naoko luôn hiện diện trong suy nghĩ và ánh nhìn của người khác, mà ở đây là Watanabe. Cô luôn giấu đi sự tồn tại của chính bản thân mình như một kẻ lạc bóng. Từ những bước đi mải miết với Watanabe, hay thậm chí cả mong muốn làm tình với anh, đều xuất phát từ sự chạy trốn quá khứ và đi tìm một tương lai, một bản thể mới của mình. Song con người ta không thể chạy đến tương lai nếu không có những lớp nền móng căn bản từ quá khứ. Hành trình tìm kiếm tương lai của Naoko từ đó trở thành một cú trượt dài về những ám ảnh trong quá khứ, một thứ mê cung do chính cô tự tạo ra. Ở Naoko, chúng ta luôn tìm thấy một sự bình lặng, một con suối trong vắt như lời Watanabe. Song, những con sóng đen tối nhất, những gì dữ dội nhất lại nằm ở dưới đáy của lòng sông, dưới lớp mặt nạ bình lặng ấy. Sự bám víu vào Watanabe có thể nhìn nhận như sự tìm kiếm và khao khát tự tạo ra một quá khứ mới với anh, nơi không tồn tại những biến cố cô phải trải qua. Nhưng có lẽ, đến Watanabe cũng không thể hiểu nổi những gì Naoko đã chịu đựng, không thể hiểu được những ước nguyện của cô. Hay phải chăng, chính Naoko đã tự nhận thức được đây là điều bất khả, mà để đến cuối cùng cô chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
Có thể đây chính là cách tốt nhất đối với Naoko, kết thúc nỗi đau đớn dày vò mình, kết thúc những chuỗi ngày tháng đi tìm bóng của chính mình. Trái ngược với nỗi u uất của Naoko, Midori hiện lên trong mắt người đọc với tất cả những gì tươi trẻ nhất, với nguồn năng lượng hừng hực cháy của tuổi trẻ. Cô chính là hiện thân của một tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt, đầy đam mê, không ngần ngại theo đuổi những điều mình thích. Ở đâu đó giữa chưa đủ và không có gì, tớ vẫn luôn thèm được yêu, dù chỉ một lần thôi. Tớ muốn biết yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức không thể chịu đựng được nữa ấy. Chỉ một lần thôi, nhưng họ chưa bao giờ cho tớ cái đó. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần. Midori có nghĩa là màu xanh lá, cô đại diện cho sự nổi loạn, một con vẹt nhiều màu, nhiều lời, những nguồn năng lực nóng chảy của tuổi trẻ. Midori cũng như màu xanh tươi mát, là đối trọng với Naoko đầy muộn phiền. Midori không ngần ngại phơi bày bản thân mình với cuộc sống, cũng như không ngần ngại đón nhận tất cả những vẻ đẹp của cuộc sống mang lại cho cô. Bên cạnh Midori, Watanabe luôn được mở hết những cánh cửa của cảm xúc, của suy nghĩ, bởi với cô chỉ cảm nhận về tâm hồn thôi chưa bao giờ là đủ. Muốn cảm nhận đúng nghĩa về Midori, ta cần phải vận dụng hết tất cả mọi giác quan, sử dụng hết tất cả mọi thứ màu sắc tồn tại trên đời. Nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ, vì dù luôn ồn ào và chói chang như cách Midori thể hiện, cô vẫn giữ một nét bí ẩn của riêng mình, mà ta sẽ phải ngỡ ngàng khi khám phá ra được điều ấy. Có lẽ ai cũng cần có một Midori cho riêng mình. Một Midori không cần phải là một tiệm sách như Midori trong rừng Na Uy, không cần phải lôi bạn lên sân thượng để xem nhà cháy rực rỡ như pháo hoa, không cần đặt cho bạn những câu hỏi làm bạn không biết trả lời như thế nào. Chỉ cần một Midori để bạn đủ dám bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để thử đủ trò điên rồ của đời người, nhưng cũng sẽ luôn thấy bình yên khi được ở bên cạnh. Một Midori rực cháy như nắng mùa hạ, nhưng cũng nhẹ nhàng bên ta như làn gió mùa xuân. Rừng Na Uy đã vẽ nên bức chân dung của tuổi trẻ, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà mỗi người trong chúng ta ai cũng từng trải qua. Khép lại rừng Na Uy, ta bồi hồi nhớ lại một thời quá quãng mà ở đâu đó, ta đã bắt gặp Watanabe, Naoko và cả Midori nữa.